Cô dâu xinh đẹp. Phim phỏng theo câu chuyện có thật của cô gái Jenny Stepien ở bang Pennsylvania, Mỹ. Hồi còn bé, con rất thích được làm cô dâu. Bà thường hay chơi trò dắt cô dâu bước vào lễ đường. Sau đây, tôi tuyên bố sẽ gả con gái Jenny xinh đẹp đáng yêu cho con rể. Con rể của bà tên gì hả, Jenny? Con thích chú rể có tên giống bà. Bà gọi là chú rể Jim đi ạ. Ôi trời, sao bà nỡ gả con gái đáng yêu của bà cho người khác đây? Sắp tới ngày con bước vào lễ đường thật sự rồi. Vậy mà ước gì ba vẫn còn ở đây. Hôm nay là ngày hạnh phúc của em. Mà sao trong em không được vui vậy? Ba em chắc hẳn đã rất mong chờ giây phút dắt tay em bước vào lễ đường. Nhưng ba em đã không còn ở đây. Em thật sự rất nhớ ba. Em đừng buồn nữa. Trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời em mà em buồn như thế này, ba ở trên thiên đường nhìn thấy sẽ không vui đâu. Xong rồi đấy, em đứng dậy soi gương xem nào. Ơi, em thấy rất vừa ý. Em cảm ơn chị nhé. Nào cô dâu xinh đẹp, chúng ta chuẩn bị ra lễ đường thôi. Người này thật giống ba. Là mình cứ tưởng. Chà, cháu thật sự xinh đẹp hơn bác tưởng tượng đấy. Chào Jenny, bác là Thomas. Bác có thể dắt tay cháu vào lễ đường được chứ? Đây là điều bất ngờ mà ba con muốn dành cho con trong ngày cưới đấy, con gái à. Ôi, đây là ý ba Jim của con ư? Đúng rồi, Jenny à. Này anh có chuyện gì vậy? Tôi bị bệnh tim đã 16 năm nay. Tôi phải thay tim, nhưng tìm khắp nơi mà không có người hiến tim. Lần này nếu không có tim thay thế, tôi thật sự sẽ hết hy vọng. Anh đừng quá lo lắng, người ở hiền sẽ gặp lành thôi. Anh đừng bỏ cuộc nhé. Anh Thomas này, tôi biết tôi không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi tôi đi, tôi muốn tặng trái tim của tôi cho anh. Và tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh. Mong anh sẽ đồng ý. Anh sẽ tặng tim cho tôi ư? Tại sao anh lại có quyết định như vậy? Anh là một người tốt và anh vẫn còn hy vọng sống. Anh xứng đáng được sống lâu hơn nữa. Cảm ơn anh. Thật sự tôi rất cảm ơn anh. Anh có chuyện gì cần giúp cứ nói. Tôi sẽ cố gắng thực hiện. Tôi có một cô con gái. Tôi biết tôi không thể bên cạnh con bé cho tới khi nó trưởng thành được. Anh hãy giúp tôi gửi quà mỗi dịp sinh nhật con bé. Và một ngày nào đó con gái tôi cưới, anh hãy thay tôi dắt nó vào lễ đường, được chứ? Chuyện này anh giữ bí mật giúp tôi nhé. Tôi muốn đem lại cho con bé điều bất ngờ. Anh là một người cha tốt nhất mà tôi biết đấy. Ước nguyện của anh nhất định tôi sẽ thực hiện. Cháu cảm ơn bác đã giữ trái tim của ba cháu. Cháu thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc. Bác mới là người cần phải cảm ơn. Bác sống được đến ngày hôm nay là nhờ trái tim nhân hậu của ba cháu kia mà. Nhưng sao bác biết hôm nay là lễ cưới của cháu ạ? Thật ra ta vẫn luôn dõi theo cháu. Gia đình ta và mẹ cháu vẫn thường xuyên viết thư, gọi điện đấy. Vậy những món quà sinh nhật bất ngờ mà cháu nhận được là bác tặng cháu phải không ạ? Đúng vậy, đó là tấm lòng của ta. Và đó cũng là ý của ba Jim của cháu nữa. Bác Thomas, cháu cảm thấy bác thật ấm áp, giống như ba Jim của cháu vậy. Từ nay, cháu gọi bác là ba được không ạ? Ta rất hạnh phúc vì điều này con gái à. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi nào. Ba giao con gái của ba cho con. Mong con sẽ yêu thương, che chở con bé. Ba chúc các con sẽ mãi hạnh phúc. Con cảm ơn ba.
Hôm nay, tôi xin cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người. Đặc biệt là sự có mặt của ba Thomas. Chỉ cần ôm người đàn ông này là tôi có thể cảm thấy tôi đã ở rất gần cha mình một lần nữa. Ngày hôm nay thật sự hoàn hảo. Đó là tất cả những gì mà tôi cần. Yeah! Lời nhắn trong khu rừng đom đóm. Đỡ này. Ôi da. Chú xin lỗi nha. Cháu có sao không? Không sao ạ. Vậy cháu chơi đá bóng với bố con chú không? Vui lắm đấy. Không ạ. Ừ, thế lúc nào cháu đổi ý thì cứ ra chơi nha. Báo rủ cậu ta làm vậy, cậu ta lúc nào cũng lầm lì khó ưa lắm. Thôi, cậu bé ấy dù sao cũng là hàng xóm mới, còn nên quan tâm đến bạn ấy hơn mới phải. Nhưng cậu ta kỳ quặc lắm, suốt ngày rút vào mấy bụi cây, hỏi gì cũng chẳng nói. Hai bố con mau đi tắm rửa rồi còn ăn cơm. Hôm nay có món sườn sốt chua ngọt đó. Hoan hô mẹ. Lát nữa em định mang cho bé Minh hàng xóm ít quà quê. Ba mẹ gửi lên nhiều quá, nhà mình ăn cũng không hết. Ừ, phải đấy. Khánh à, con hãy thường xuyên chơi với Minh nha con. Bạn ấy có hoàn cảnh đáng thương lắm. Cậu ta khó chịu lắm, con không thích đâu. Có lẽ là vì bố bạn ấy mất chưa bao lâu nên bạn ấy mới như vậy đó con. Ừ, thế bố của mình mất vì nguyên nhân gì hả em? Họ mới chuyển đến nên anh ngại chưa dám hỏi. Em mới tâm sự với mẹ của Minh. Chồng chị ấy là chiến sĩ công an đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đó anh. Trời ơi, là như vậy sao? Bé Minh yêu bố lắm. Nghe nói từ lúc bố mất đi, thằng bé chưa từng khóc, hay là vì sốc quá mà không khóc được nữa. Mẹ của thằng bé phải một mình bươn trải để nuôi con, cho nên không có nhiều thời gian quan tâm đến thằng bé. Vì thế bé Minh ngày càng lầm lì hơn đó. Nè, cậu đang làm gì thế? À, không, không có gì. Cậu tìm kiếm gì trong mấy bụi cây suốt thế? Cho tớ biết đi, biết đâu tớ lại giúp được. Tớ đang tìm đom đóm. Cậu tìm đom đóm làm gì? Tớ đừng lo, tớ không kể với ai đâu. Lời hứa của một nam nhi đấy. Cái gì cơ? Cậu trò chuyện được với đom đóm á? Bố tớ bảo là đom đóm là một sứ giả truyền tin đó. Thế cậu nói chuyện gì với đom đóm vậy? Bố tớ là công an, mỗi lần đi bắt kẻ xấu đều đi rất lâu, có khi cả tháng trời. Con ở nhà quan nha, bố đi vài ngày rồi bố về nha. Con không thích bố đi đâu, lần nào cũng đi lâu ơi là lâu. Con nhìn đây, con biết đây là gì không? Con không biết ạ. Đây là đom đóm, là sứ giả truyền tin đấy. Dù người nhận có ở xa xôi thế nào, chúng cũng có cách truyền tin tới họ. Thật hả bố? Khi nào con nhớ bố, chỉ cần nói với đom đóm, chúng sẽ chuyển lời của con đến với bố. Bố sẽ nhanh chóng trở về thôi. Từ đó, mỗi lần bố đi, tớ đều nói với đom đóm chuyển tin tới bố. Nhưng rồi một lần... Con không biết, bố đã hứa sẽ đưa con đi chơi rồi mà. Lần nào bố cũng thất hứa hết. Bố xin lỗi, nhưng việc này quan trọng lắm con ạ. Các chú ở cơ quan bố ai cũng phải đi hết đấy. Bố hứa là sau lần này, bố sẽ xin nghỉ phép vài ngày để đưa con đi chơi thỏa thích nha. Còn chỉ việc nói với đom đóm, chúng sẽ nhắc nhở bố. Lần này chắc chắn bố sẽ không thất hứa đâu. Con không cần đom đóm, con không muốn nói gì nữa, con ghét bố. Minh à, Minh. Hóa ra việc quan trọng mà bố nói là đi bắt một tên cướp. Tên cướp đó đã chống trả rất quyết liệt, và một viên đạn tên cướp bắn ra đã đã trúng vào người bố. Bố tớ đã hy sinh, bố không thể giữ được lời hứa với tớ nữa. Từ đó ngày nào tớ cũng ra vườn tìm đom đóm để chuyển lời tới với bố. Bố ơi, bố có nghe thấy không? Con nhớ bố nhiều lắm. Con không cần đi chơi nữa đâu, con chỉ cần bố thôi. Từ ngày bố mất, mẹ một mình nuôi tớ. Nhưng rồi một ngày bảo tớ rằng bà chuyển nhà lên đây để kiếm thêm việc làm, để có tiền nuôi tớ ăn học. Ở trên này tớ chẳng thể tìm được đom đóm. Tớ không thể nói chuyện với bố được nữa. Tớ sẽ dẫn cậu vào rừng tìm đom đóm nha. Hả?
Vào rừng hả? Ờ, đằng sau quả đồi kia là một khu rừng có rất nhiều đom đóm. Chính bố đã dẫn tớ đi và chỉ cho tớ mà. Để chắc chắn thì chờ bố tớ đưa đi. Nhưng mà phải cuối tuần sau bố tớ mới rảnh cơ. Tớ muốn đi luôn có được không? Được. Nếu thấy cậu cùng tớ về nhà xem lại bản đồ nha. Ờ, chào anh chị. Cháu Minh nhà tôi vẫn ở bên này phải không ạ? Tôi gọi cháu về ăn cơm. Thằng Khánh cũng xin tôi cho sang nhà chị chơi mà. Tụi nhỏ đi đâu cơ chứ? Trời đã gần tối rồi. Đã có thông tin rồi. Tụi nhỏ đi vào rừng Nam Phương. Thằng Khánh đã chỉ sẵn kế hoạch đi như thế này vào đây nè. Hình như bọn mình bị lạc mất rồi. Mà chưa tìm thấy con đom đóm nào hết. Mình xin lỗi cậu. Vì mình mà phải vào rừng lại còn bị lạc nữa. Xin lỗi cái gì chứ? Là tớ lôi cậu đi mà. Cố lên. Tớ tin là sắp thấy đom đóm rồi. Khánh ơi, cậu có sao không? Cậu nhìn kìa. Đây là... Mau lên, cậu muốn nói gì với bố thì hãy nói hết ra đi. Tớ... Đây là hình móc khóa trên cặp của thằng Khánh. Chắc chúng chưa đi xa được đâu. Phải cảm ơn anh chị và cháu Khánh nhiều lắm. Chính cháu đã mở được cánh cửa trái tim khóa chặt bấy lâu nay của thằng bé. Có gì đâu chị, cháu Khánh cũng đã học được cách quan tâm tới bạn bè. Thế là chúng tôi mừng lắm rồi. Viên ngọc ước của quạ. Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Lão trọc phú bắt anh phải làm rất nhiều việc. Anh Đê phải làm việc quần quật suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Ban ngày, anh phải đi chăn trâu tận đồng xa. Tới tận tối mịt, khi đàn trâu no cỏ mới được trở về nhà. Một hôm ngày mùa, vì quá mải mê cắt cỏ, anh đã để lạc mất một con trâu. Một con, hai con, năm con. Thôi chết rồi các em ơi, con trâu của anh đâu rồi? Mau đi tìm trâu giúp anh Đê đi. Con trâu đi lạc mất rồi. Khéo lại ăn lúa nhà ai đó. Trời ơi, phen này thì chết thật rồi. Bọn em đã tìm khắp đồng rồi mà chẳng thấy trâu của anh đâu cả. Thôi rồi, chắc chắn là trâu của anh Đê bị kẻ trộm bắt đi rồi. Chứ nó có thể trốn ở đâu được cơ chứ. Trời ơi là trời, về nhà ông chủ sẽ đánh chết mình mất thôi. Không biết phải làm gì, bọn trẻ đứa nào đứa nấy dẫn trâu của mình về nhà. Chỉ một mình Đê ở lại vật vã kêu trời khóc đất. Khóc một hồi lâu rồi ngủ quên. Lũ quạ chết tiệt này, dám nghĩ ta là xác chết mà xà xuống đây mà. Ta sẽ cho chúng mày biết đây. Bắt được rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Hả? Một con quạ biết nói ư? Làm sao ta có thể tha cho một kẻ định ăn thịt ta được chứ? Xin ngài tha cho tôi. Tôi sẽ biếu ngài một vật quý. Hả? Vật gì? Đưa đây cho ta xem. Nói rồi, quạ nhả từ trong miệng ra một viên ngọc sáng lấp lánh. Đây là viên ngọc nhỏ nhưng quý nhất thế gian. Ngài muốn cầu xin việc gì sẽ có ngay vật đó. Vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng. Ngọc, ngọc, ta muốn được một con trâu thay cho con vừa mới mất. Đúng là một viên ngọc thần. Được rồi, ta tha chết cho ngươi. Ngọc, ngọc, ta muốn có một tòa phủ đệ lộng lẫy và giàu có. Tự nhiên, anh không thấy mái nhà tranh lụp xụp của bố mẹ nữa. Thay vào đó
là một ngôi lầu cao ngất, mái ngói tường hoa, cột kèo chạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong nhà, mọi thứ bày biện rất sang trọng, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp, ngoài vườn cây cối tùm. Trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì, Đề chưa bao giờ thỏa thích đến như vậy. Thật là một viên ngọc thần kỳ, hiếm có thế gian. Vậy mình phải ước thật nhiều mới được. Ngọc, Ngọc, ta muốn có một người vợ xinh đẹp. Hãy đi cùng với ta, ta dẫn anh đến coi mắt con gái trưởng giả xinh đẹp nhất trong vùng. Trưởng giả đang lác mắt về sự giàu có của anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng để cho anh và nàng kết duyên cùng với nhau. Thật vậy sao? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi ngay thôi. Quả như lời mụ mối nói, không đầy một tuần, cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ của anh. Nhưng anh đâu có ngờ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết làm giàu nhanh chóng của chồng. Giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh nói cho em biết đi mà, làm thế nào mà anh có thể giàu lên nhanh chóng như vậy hả? Nàng đừng tò mò nhiều quá, đó là tiền lao động tích cóp của ta và mẹ thôi. Em chẳng tin đâu. Làm sao mà một người nghèo khó rách áo ôm như anh lại giàu lên bất thường như vậy được chứ? Em mới nói cái gì? Đâu có. Em có nói gì đâu. Rồi ta sẽ tìm cho ra bằng được. Tất cả của anh rồi sẽ phải về tay cha của ta thôi. Hôm nay em mua được mẻ rượu ngon nên nấu nhiều món ngon cho anh đó. Nào, để em rót cho anh nha. Một hôm, vợ Đê mua rượu phục vụ cho chồng uống say bí tỉ. Trong cơn say, anh quên hết mọi việc, có gì bí mật đều phun ra cho vợ biết cả. Nhè lúc Đê nằm mê man, người vợ bèn lấy trộm viên ngọc rồi lén về nhà trưởng giả. Em ơi, quái lạ, đi đâu rồi chứ? Thôi chết rồi, viên ngọc đâu rồi? Trời ơi, chắc chắn là vợ mình đã lấy mang đi rồi. Ngọc nào, ta không hề biết đến viên ngọc thần kỳ mà ngươi nói. Chắc vợ con nhân lúc con ngủ say mà lấy mang về nhà, xin cha trả lại cho con đi. Này, ngươi dám trí trá về viên ngọc thần kỳ, rồi còn đổ cho con gái ta thói ăn trộm đấy hả? Còn không mau cút về, ta lại cho một trận bây giờ. Vừa mất ngọc, lại vừa mất vợ, Đê buồn quá đỗi, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân. Làm sao con lại khóc? Đê kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vị thần nghe, không giấu giếm một tí gì. Con đừng buồn, ta sẽ bày cho con một cách lấy lại vật quý. Con hãy mang bông hoa trắng này gài vào cửa nhà trưởng giả. Nếu lão ta lấy cắp ngọc của con, tất sẽ bị trừng trị. Lúc đó con sẽ dùng bông hoa đỏ để lấy lại viên ngọc. Con xin cảm ơn ngài. Theo đúng lời thần dặn, Đê bèn đem bông hoa trắng lén đến gài ở cửa sổ nhà trưởng giả, chỗ buồng của vợ, rồi nấp vào một gốc cây chờ đợi. Quái, làm sao lại có thứ hoa thơm kỳ lạ như vậy? Cha mẹ ơi, vào đây mà xem này, có một loài hoa thơm lạ lắm. Đúng là thơm lạ thật á. Ôi trời ơi, cái hoa này có ma, mũi của con làm sao thế này? Ôi trời ơi. Ba người nhìn nhau vô cùng hoảng sợ, vì thấy mũi của người nào người ấy không ngừng nhô thêm mãi. Ôi trời ơi, xấu hổ quá, trông như cái vòi vôi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trời ơi. Trời ơi là trời, cái mũi của tôi. Cái đó không có gì lạ, nói cho việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi sẽ có phép làm cho mũi ngắn lại như cũ. Anh ơi, ngọc của anh đây nè, em sai rồi. Tất cả vì em tham lam nên lầm lỡ. Xin anh hãy rộng lòng tha cho em và giúp nhà mình khỏi cái mũi dài này đi anh. Nếu mọi người còn dám làm như thế này một lần nữa, ta sẽ trừng phạt đáng sợ hơn thế này. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. Hãy cứu mọi người đi con ơi. Đê bèn đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái vòi dần dần co lại,
co lại cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa. Hết rồi, hết thật rồi, mũi của chúng ta đã trở lại như xưa rồi. Thật là may mắn quá. Trước sự thành khẩn của vợ, Đề đưa vợ về, hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Đề dùng viên ngọc thần kỳ để giúp đỡ bà con xóm giềng nghèo khó. Ai ai cũng yêu quý vợ chồng Đê. Về sau, khi Đê già nằm trên giường bệnh, con quạ đã đến. Đê vui vẻ trả lại viên ngọc ước cho con quạ năm nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.